Dấu tích của quán âm trong tôn giáo. Quán tưởng âm thanh thiên đàng nội tại, phần 2/3. Triết học Hy Lạp có hình học trong tiếng kêu o o của đàn dây, có nhạc trong khoảng không gian giữa các thiên thể. Pythagoras thuần chay. Ấn giáo, hành giả yoga trong tư thế kiết già và tu tập bắt ấn theo nữ thần Vaishnavi sẽ luôn nghe âm thanh nội tại. Vì vậy, âm thanh mà họ tu tập làm cho họ như thể không nghe tất cả âm thanh bên ngoài. Vượt qua mọi chướng ngại, họ nhập vào trạng thái giải thoát trong vòng 15 ngày. Yogin nghĩa là các hành giả tu hành. Turiya nghĩa là trạng thái của tâm thức tâm linh cao hơn. Nada Bindu Upanishad. Lúc đầu, khi tâm trí đã tự tập trung vào một âm thanh thì nó trụ vào đó và hấp thụ trong đó. Y như con ong, chỉ hút mật hoa mà không màng đến mùi hương, cho nên tập trung cũng vậy. Luôn hấp thụ vào âm thanh, không ham muốn những đối tượng nhục dục vì nó được buộc vào hương thơm ngọt ngào của âm thanh thiên đàng nội tại và đã từ bỏ bản chất dao động của sự tập trung, tâm trí cùng với sinh khí có duyên nghiệp của nó. Bị tiêu trừ qua sự liên tục tập trung vào âm thanh thiên đàng nội tại, được hấp thụ vào đấng thuần khiết. Sita nghĩa là tập trung. Nada nghĩa là âm thanh thiên đàng nội tại vi tế. Nada Bindu Upanishad. Hội Quốc tế Tâm thức Krishna. Khi nghe về Ngài Thượng Đế, nghĩa là ngay tức khắc câu thông với Ngài qua chấn động lực của âm thanh siêu việt. Và âm thanh siêu việt có hiệu quả mạnh tới nỗi ngay tức khắc loại bỏ tất cả mọi ảnh hưởng vật chất. Srila Prabhupada, trường chay. Hồi giáo, Allah sẽ không để vị tiên tri chết cho đến khi Ngài làm cho kẻ lương lẹo thành người ngay thẳng bằng cách khiến họ nói, ngoài Allah ra không ai có quyền được mọi người thờ phượng, mà với sự thờ phượng, mắt mù và tai điếc sẽ được khai thông, và con tim được bao bọc. Hattie 3, 335.